hãy tìm hiểu với ba người nổi tiếng nhất Bình Định. Hãy kể tên ba người nổi tiếng quê ở Bình Định. Top 3 là vua Quang Trung. Quang Trung Hoàng đế là một nhà quân sự lỗi lạc đã chấm dứt cuộc nội chiến Trịnh Nguyễn. Ngoài ra, ngài còn là người đánh bại các cuộc xâm lược đất nước của giặc Xiêm La từ phía Nam và giặc nhà Thanh đến từ phía Bắc. Vua Quang Trung còn là một nhà chính trị kiệt xuất. Top 2 là nhà thơ Hàn Mặc Tử. Hàn Mặc Tử là một nhà thơ đại tài sinh ra ở Quảng Bình nhưng ông qua đời ở Bình Định. Người khởi xướng trường thơ loạn và cũng là người tiên phong của dòng thơ lãng mạn hiện đại Việt Nam. Top 1 là em Huỳnh Trần Ý Nhi, với tư cách là người chiến thắng tại cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023. Cô đã chính thức trở thành đại diện Việt Nam tham dự Hoa hậu Thế giới năm 2024. Huỳnh Trần Ý Nhi, sinh năm 2002 tại Bình Định. Hiện tại, cô là sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại Trường Đại học Quốc tế Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau khi đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023, Ý Nhi đã công khai mối tình kéo dài 6 năm của mình là bạn trai Nguyễn Anh Kiệt. Trong một cuộc phỏng vấn không lâu sau khi đăng quang, Ý Nhi gây tranh cãi với phát ngôn về bạn bè đồng trang lứa. Theo Ý Nhi, trong khi giới trẻ Việt Nam cùng độ tuổi với cô dành thời gian cho việc ngủ, chơi, uống trà sữa, thì cô đã tham gia cuộc thi Hoa hậu. Vì vậy bây giờ cô đã trưởng thành hơn, trở thành Hoa hậu và có công việc, trong khi các bạn trẻ khác thì bây giờ vẫn chỉ là sinh viên hoặc vừa phải học vừa phải làm. Thành tích khủng của người đẹp nổi tiếng top 1 Bình Định: Á Khôi 2 duyên dáng sinh viên Bình Định 2023 với giải phụ Người đẹp truyền thông, đăng quang Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2023 với các giải phụ Người đẹp thời trang, top 16 người đẹp nhân ái, top 5 người đẹp biển, top 10 người đẹp bản lĩnh.